Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 70 ngày 4 Trước Mặt Chúa, Kinh Thánh Sử Ký Nhất đoạn 16 câu 27. Các em có thể đọc thêm từ câu 7 đến câu 27 để hiểu rõ hơn. Câu ghi nhớ Sử Ký Nhất đoạn 16 câu 27: Ở trước mặt Ngài có sự vinh hiển oai nghi, tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ. Ở trước mặt Ngài có sự vinh hiển oai nghi, tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ. Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh Sử Ký Nhất đoạn 16 câu 27. Sử Ký Nhất đoạn 16 trang 388 Kinh Thánh Cựu Ước. Này các em, ở trước mặt Ngài có sự vinh hiển oai nghi, tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Ở trước mặt Ngài có sự vinh hiển oai nghi, tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ. Chúng ta xem câu ghi nhớ đã được tô màu, cùng đọc chung một lần nữa. Ở trước mặt Ngài có sự vinh hiển oai nghi, tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ. Trong phần tìm hiểu, vua David được xem là người thành lập lễ nghi thờ phượng. Đây là bài hát vua David trao cho ban thờ phượng chúc tụng Chúa và cầu khẩn danh Ngài. Khi đến thờ phượng Chúa, chúng ta phải nhớ điều gì đây? Trước mặt Chúa có điều gì? Có gì các em? Có sự gì? Có sự vinh hiển. Vinh hiển. Gì nữa? Oai nghi. Có quyền năng và sự vui vẻ. Tiếp theo trong phần nhận biết, biết Chúa oai nghi, vinh hiển, quyền năng và tràn niềm vui, nên em đến trước Ngài với lòng vui vẻ và sự tôn kính thờ phượng. Ta thấy đây một ban thiếu nhi đang hát ngợi khen Chúa đây ha, rất là vui vẻ và mình hát cũng ở với hết cả cái tấm lòng của mình, vui vẻ và tôn kính để thờ phượng Chúa, để ngợi khen Chúa. Thực hành: em xin Chúa giúp em khi ăn, nói, học, chơi đùa đều bày tỏ lòng tôn kính, tôn trọng, kính sợ Chúa. Ta nói gì, làm gì, suy nghĩ, vui chơi thì cũng bày tỏ cái sự tôn kính Chúa. Trong phần gợi ý cầu nguyện: tạ ơn Chúa vì ở trong Ngài em được sự vui vẻ, bình an, vì em biết Ngài là đấng oai nghi, quyền năng. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa. Vì trong Ngài, con được vui vẻ. Con được vui vẻ, bình an. Vì biết Ngài là đấng oai nghi, quyền năng,
Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì trong Ngài con được vui vẻ bình an, vì biết Ngài là đấng oai nghi quyền năng. Con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn luôn vui vẻ và tôn kính khi chúng ta thờ phượng Chúa, hát ngợi khen Chúa. Xin chào quý vị phụ huynh và các em.